Hôm nay mưa đi vào vườn của bà con mua được cái cây lộc vừng khá đẹp anh em ơi. Gốc này tôi mua người ta 200.000 tự đào. Gốc này bệ khá đẹp. Giờ xử lý nó cho anh em xem cho vui nhá. Xử lý gọn hết mấy cái vết cắt này, nó dập hết này. Thu bớt rễ. Đây, những cái rễ dập đấy cũng phải cắt hết này. Thank you.
xử lý xong rồi anh em. Phôi này khá đẹp. Rất luôn lực. Sau này mầm nó ra thấp cái này thì mình cắt xuống thấp nữa tí anh em ạ. Mầm nó ra đoạn này. Cắt thấp lên.